Ôi tôi tưởng bà đi chợ cơ mà. Tôi đi chợ về từ lâu rồi. Nhưng mà tôi sang hàng xóm xin một ít quần áo cũ. Bà xin để làm gì? Phường mình ý, mới thành lập cái tổ từ thiện. Từ thiện? Vâng, tôi với ông nghỉ hưu rồi, cũng rảnh rỗi thời gian, ta cùng tham gia làm tổ từ thiện đi ông. Bà ấy có tuổi rồi, về hưu rồi, nhà nước người ta cho nghỉ hưu, tức là không còn sức lao động nữa. Thì bà chăm lo cho con cái này, cơm nước cho các cháu, làm sao cho nó mau lớn, thế là được. Tự nhiên lại ăn cơm nhà vác tù vàng tổng là thế nào? Cái tổ từ thiện này này, tôi thấy nó rất có ích cho cộng đồng. Nào là người ta nấu cháo này, rồi người ta nấu cơm để từ thiện cho các cái cháu mồ côi này, giúp đỡ các cái hộ gia đình khó khăn ý. Ngần này tuổi rồi, về hưu rồi mà bà chả hiểu gì về cuộc đời cả. Chỉ những người có tiền người ta mới đi làm từ thiện. Mà đi làm từ thiện ấy cũng là một cách khoe mẽ. Mình như ra lương hưu 3 cọc 3 đồng, ăn tiêu còn phải tùng tiệm. Từ thiện, người có tiền thì góp tiền, người có sức thì góp sức, mỗi người giúp một tí. Chứ ai cũng như ông á, thì ai mà chia sẻ được với ai? Rồi rồi rồi, nhiều sức, bà đi mà nhiều sức. Vâng. Alo, tôi nghe đây. Ồ, cà phê mới về à? Hay. Này, nhạc kịch nữa nhá. Rồi rồi rồi, 5 phút có mặt. Cứ mỗi lần nghe cái bài hát này, tôi lại nhớ về thời trai trẻ của mình. Cái quán này của tôi ấy, là để anh em mình tuổi già tụ tập chuyện trò vui để thư giãn. Tuyệt vời lắm ông ạ. Đúng thế không ạ? Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà tuyệt hát hỏi rằng anh còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa. Này, tại sao lại tắt nhạc đi? Ông quen nó à? Xin đừng nói. Không, tôi quen biết gì đâu. Hay là hồi này có bảo kê, ông sợ bọn bảo kê nên ông phải tắt nhạc đi cho nó hát. Không có bảo kê đâu. Tôi tắt đi cũng là để chia sẻ với thằng cháu đây. Chia sẻ.